Mình tên là Lộc, mình 35 tuổi. Hiện tại mình đang làm bánh tằm Việt. Lúc mà hai chồng vừa cưới xong, mẹ để lại cho hai vợ chồng bán. Từ năm 2016, 2017 luôn. Lúc đó vợ em bán thôi. Bán tầm mười mấy ký à. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Made in Việt Nam, đường ra thế giới. Lần đầu mình nói ra bán thì người ta cũng sợ, người ta không có dám ăn, sợ dở, không vừa ý nữa. Nhưng mà bán riết lâu rồi mình có khách quen luôn. À, bình thường thì cũng được vài chục ký. Khi nào thứ bảy thứ nhật thì nó có nhiều hơn chút. Nhiều khách rất là khen. Có cái gì kia ở trên Hóc Môn mà tuần nào gì uống chạy về mua em được 10 hộp, 7 hộp vậy đó. À, nói có thì ăn nhiều chỗ bánh tầm rồi mà ở đây bán 20.000 bình dân với lại vừa ý. Bánh tằm bì nước cốt dừa. Xuất xứ từ các tỉnh miền Tây, bánh tằm bì nước cốt dừa được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon, ít dầu mỡ, giá cả lại phải chăng. Sự mềm mại của sợi bánh hòa quyện với nước cốt dừa béo ngậy, bì giòn, thịt ngọt đã tạo nên một cái vị rất riêng, khiến ai ăn một lần là nhớ mãi. Còn với vợ chồng anh Lộc, bánh tằm bì lại mang một ý nghĩa khác hơn, gợi nhớ về hình ảnh tảo tần của mẹ ngày xưa và là kế sinh nhai nuôi sống cả gia đình anh đến tận bây giờ. Có lẽ cũng vì thế, từng công đoạn từ khâu lựa chọn nguyên liệu, làm bột, xe bánh đều được gia đình anh chăm chút, cẩn thận, kỹ càng. Nấu nước dừa, làm bánh, ngâm gạo ra, em xay gạo ra, xem gạo ra em bỏ vô máy, em nhồi bột. Nhồi bột xong thì cho mấy người ta xe. Xong bắt đầu em làm, em hấp, hấp xong bỏ vô thau em bán. Chất lượng quyết định bánh là mình chọn đúng cái loại gạo đó. Đúng cái loại gạo đó mình làm bột được, bánh sẽ ngon, thành công. Em sẽ bỏ gạo nếp bột tẻ vô 1 kg. Pha cái gạo loại mắc tiền nhất, để cho cái bánh của em nó được ngon và thơm. Giống như cái truyền thống hồi xưa mình làm gạo rất là ngon. Bên cạnh việc chọn đúng nguyên liệu gạo, một trong những điểm khiến cho món bánh tằm bì nước cốt dừa gia truyền nhà anh Lộc nhận được sự ưu ái của nhiều thực khách là ở vị nước cốt dừa ngọt thanh, bắt miệng. Theo đó, hỗn hợp nước cốt dừa và nước dảo sau khi được trộn với tỷ lệ phù hợp sẽ mang đi hòa với bột năng và bột bắp để tạo nên độ sánh mịn, ngoài ra không thêm bất kỳ phụ liệu nào. Được xem như linh hồn của món bánh tằm bì, theo anh chị chủ, nước cốt dừa ăn kèm với món bánh tằm bì phải béo, thơm mùi dừa và đặc biệt là không được quá ngọt để khi ăn vào không có cảm giác ngấy, mất ngon. Cái khó khăn nhất là khâu làm bột á. Làm bột lúc đó khó khăn lắm, lúc đó mình tự mình làm chủ á. Mình làm bột lúc đó bột nó hư hoài. Làm từ từ bột dần dần nó sẽ ngon. Rồi là thành công. Áp lực cũng nhiều lắm, áp lực thì khách hàng giống như người ta không có chịu đợi nhiều á. Giống như mình làm mấy trăm phần á, làm không có kịp á thì khách hàng hối. Dù khó khăn là thế, nhưng có lẽ vì làm nghề bằng cả cái tâm, luôn muốn mang đến cho khách hàng những thành phẩm ngon, chất lượng, cơ sở của anh Lộc ngày càng được nhiều người biết đến, đơn hàng ngày càng một nhiều hơn. Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, gia đình anh chị chủ đã trang bị nhiều thiết bị, máy móc hiện đại, giúp cho công việc làm bánh trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Lúc trước á, làm chừng 20-30 kg thì anh quầy nổi. Nhưng mà cũng có nhiều người họ ăn xong rồi họ thấy cái cọng bánh này ngon quá, cái họ cũng hỏi mua ký. Có người thì hỏi mua về bán, có người thì là họ mua về nấu ăn vậy đó. Thì bây giờ làm được 70-80 kg thì ông không quầy nổi nữa.
không quay nồi nữa thì phải mua cái máy đánh bột, bỏ vô đó nó hàng bao nhiêu phút ấy, nó đánh cho mình lắm, mình lấy ra cái mình nhồi thôi. Tuy nhiên, để cọng bánh tằm bì được dai, dẻo đúng như cái mùi vị ngày xưa của mẹ, anh vẫn quyết tâm giữ lại công đoạn xe bột bằng tay truyền thống. Bên cạnh đó, hoạt động còn tạo thêm công ăn việc làm cho những người dân quanh xóm, giúp cho bà con cải thiện thu nhập mỗi ngày. 8 giờ, 9 giờ là nhà em đi ngủ rồi, tại vì dậy sớm lắm, dậy 3 giờ rưỡi, 3 giờ. Có khi nào khách mà họ muốn lấy bánh sớm á, là phải dậy sớm hơn nữa. Vừa rồi bên chỗ Bình Thành á, có cái công ty nó mua 60 hộp mà phải lấy lúc 6 giờ rưỡi. Thì là 5 giờ là mình phải làm xong để mình đóng thùng, đóng đồ, mình chuyển đi cho người ta. Cũng cực mà. Bây giờ cái mỗi nghề mà, nghề phải... Đúng rồi, phải theo nó chứ. Anh thương cái nghề này lắm. Tại vì mình nghĩ là mình đi làm thuê, mình làm cái nghề này, mình làm đàng hoàng đi, sau này con mình nó làm cũng được nữa. Chứ mình mà đi làm thuê, nó không được bao nhiêu tiền, nó cũng vất vả nữa. Em cũng nghĩ là ví dụ mình làm đàng hoàng, mình có cái địa điểm ổn định mình bán, thì sau này lỡ con mình nó lớn lên đó, nó có phụ giúp được hay là nó muốn bán cho mình cũng được vậy đó. Với lại hiện tại bây giờ thì mình đang làm ổn định như này, cái mình có được nhiều việc làm á, thấy vui rồi. Nói chung mình cũng làm công việc cho mình xong rồi mình cũng được khách nhiều thì mình tạo được nhiều việc cho mọi người họ làm chung luôn á. Mấy cô ở đây lớn tuổi thì cũng không có đi làm ở ngoài được nữa, thì buổi chiều lên đây chà bột nè, chà bột á, ăn theo ký đó. Buổi sáng á, lên phụ lặt rau, quán nước mắm cũng có tiền vậy đó. Người nào cũng có việc làm hết, mình cũng có việc làm, người ta cũng có việc làm. Thì em chỉ đi bán vậy, em cũng ước cho có được cái địa điểm để đứng ổn định thôi, mình khỏi phải chạy tới chạy lui vậy đó. Ước mơ của em á thì sau này em sẽ làm một cái cơ sở để mà có để sản xuất để cho nhiều người ta biết đến. Gắn bó với xe bánh tằm bì nước cốt dừa được 9 năm, đôi vợ chồng trẻ vẫn ngày đêm cố gắng không quản sớm hôm. Từng cọng bánh tằm trắng nuốt được làm thủ công, dù dài ngắn không đều, nhưng đối với anh chị lại là sợi dây kết nối với những ký ức về mẹ, là ước mơ hoài bão về một cuộc sống sung túc, tươi đẹp trong tương lai.